chưa? Xin chào tất cả các bạn nha. Hôm nay mình sẽ giới thiệu với mọi người món lươn xào xả ớt với lại lá lốt. Để làm món này thì mình cần có lươn này, gừng này, hành ta, tỏi này, ớt, xả và lá lốt. Ngoài ra thì mình còn có tiêu nữa này, cho súp, đường và một ít hạt nêm nhé các bạn nhé. Giờ mình sẽ bắt tay vào làm này.
rất là thơm các bạn ạ. Thơm mùi lá lốt này. Giờ thì mình sẽ ăn nhá, mời mọi người nhá. Video của mình đến đây là kết thúc rồi. Hẹn gặp lại các bạn ở video lần sau nhé.